Báo Nhật Bản cho biết là nước này sẽ siết chặt quản lý các cái việc tải lậu ấn phẩm trên mạng. Việc tải lậu các sản phẩm có bản quyền như là sách, truyện tranh hay các trò chơi điện tử sẽ bị xử phạt nặng. Kể cả các đối tượng vận hành các trang web cung cấp đường link tải lậu cũng sẽ bị coi là bất hợp pháp. Mức phạt được đề xuất là phạt tiền lên tới 2 triệu yên, tương đương với hơn 400 triệu đồng. Và người vi phạm cũng đồng thời phải đối mặt với án phạt tù lên tới tận 2 năm. Vâng, những cái hình phạt nặng tay như thế này có thể là sẽ giảm thiểu được cái tình trạng tải lậu các ấn phẩm trên mạng, đúng không ạ? Một cái biện pháp mà chúng ta cũng có thể học hỏi. Cảm ơn.